Ok, vô nước nè. Chọn hai cây rồi. Hello teachers. How are you today? I'm right. And you? I'm okay. Not really good. Not really bad. Okay. So what did you do today? I in the morning I did wash and clean my house. In the afternoon I play with my brother and teach he English alphabet. In the evening, I do my homework. Well, bởi vì đây là một câu hỏi về những hành động đã xảy ra nhá. Khi hoặc là khi mình hoặc một ai đó hỏi bạn câu là What did you do today? Thì đúng là đây là một câu hỏi bạn đã làm gì ngày hôm nay? Hoặc những cái hành động mặc dù là ngày hôm nay nhưng đã xảy ra rồi, như là buổi sáng, buổi trưa hoặc là vừa xong thì là những hành động đã xảy ra rồi, đúng không? Thì khi mà mình nói về những hành động này thì mình dùng tất cả hành động của quá khứ, bởi vì đây là hành động đã xảy ra rồi mà, đúng không? Dù là hành động xảy ra buổi tối nhưng mà bây giờ bạn đã qua cái giai đoạn bạn làm việc, nghĩa là bạn làm việc đó trước đó rồi, trước khi mình bắt đầu buổi học, nghĩa là hành động này đã xảy ra rồi, nên tất cả những hành động này mình đều dùng một từ quá khứ. Là mình sẽ nói là in the morning I was dishes, không thể nói mình không dùng từ là dishes was nhá, bởi vì như thế là sai, bởi vì mình đang dùng là tôi rửa chén, rửa bát đĩa mà, thì phải là wash và thêm ed, wash dishes and clean my house. In the afternoon I, mình không nói là I play with, nếu mà bạn ngồi chơi ấy, bạn ngồi chơi đấy anh trai hoặc là bạn gì đó thì bạn có thể nói là I spend time with my brother, chứ không phải là play là chơi một trò chơi gì đó, chứ không phải là chơi với ai, kiểu như là mình không phải là mình nói play games thì được, chứ không phải là play with my brother là không đúng. Ok, yeah. Rồi một ý nữa là in the evening I did my homework chẳng hạn, yeah. Để hành động đã xảy ra rồi mình dùng tất cả từ quá khứ. Ok? Yeah. Hoặc là khi một người hỏi bạn là câu hỏi như này, một câu hỏi rất thông thường thôi là How was your day? Mình sẽ nói là mình sẽ trả lời là Oh, it was a great day. Đó hả? Nó là một ngày tuyệt vời thì mình đều phải trả lời nó là từ quá khứ. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Thì phải là tối rồi. Nên là ngày hôm nay thì sẽ dùng mình phải kêu từ là nó đã là rất là tuyệt vời. À, anh hiểu không? Có. Ok đấy. The next time when people ask about your day or when I ask you about what did you do, so you use the past simple when you speak. Ok. Mình sẽ sử dụng cái hiện tại và quá khứ đâu để mình nói. Ok. Nghĩa là khi một người nào đó hỏi bạn về một ngày, và khi mình hỏi bạn về câu hỏi là bạn đã làm gì thì bạn sẽ dùng cái gì là past simple để trả lời. Ok, hiểu không? Nhớ khi một người hỏi về một ngày của bạn thì bạn phải trả lời đó là quá khứ, hiểu không? Có. Yeah, good. Okay, so next we're gonna check the homework. Have you done the homework? Yes. Okay, so can you open the homework of lesson 19? Was Emma's first day at school scary? See, yes, it was. Two, was she four? I know she wasn't. Three, were there a lot of big children? F, yes, there were. Four, were the lesson easy? D, no, they aren't. 5. Was her teacher kind? B. Yes, he was. 6. Was
she said. Here she was. Good. Very good. Okay, so we get back to our lesson today. So today we continue learning about topic 4. And the first part is about listening and writing part. Here we have a 3 stories. The first one is about island adventure. Nhớ nhá, ở đây nhá, một từ mình cần lưu ý bạn này. Bạn nhìn bức tranh đầu tiên không? Có một quyển sách mang tên là Island Adventure. Ở đây có rất nhiều người bạn đọc nhầm là Iceland Adventure. Vì chữ Iceland này, chữ S này ở đây là âm câm. Nên khi mình đọc nhá, cái từ hòn đảo ấy, Island, mình chỉ đọc Island chứ không đọc là Iceland. Theo một cái vị nghĩa là một cái đọc thông thường khi mình nhìn vào chữ mình thì chữ S ở đây mình đã Iceland, nhưng mà cái từ này nhớ thật nhớ cho mình là từ này là island, okay, island adventure. The second one is my Mike goes to the Mars and meets new princess. The three books, and then we're gonna check whether it's were exciting, scary, funny or not. Rồi mình đây có 3 cuốn truyện đúng không? Mình sẽ check xem là mình nghe xem là trong này còn thiếu cái gì không, cứ tích vào đây nhá. Rồi bạn mở cho mình cái slide của cái này đi nhá. Mình tích chưa dễ này. Để khi mình nghe mình sẽ không còn slide nữa. Bạn mở phần báo liệu của mình. Now, you ready? Track B35, page 85, activity 4. Listen and write check or X. Ý mình là bạn mở cái slide này lên. Bởi vì ý mình là bạn mở cái slide, không phải học liệu lên cái bài này, cái trang này. Để mình nghe, mình có cái để nhìn vào ấy. Rồi, em mở rồi ạ. Ok, Track B35, page 85, activity 4. Listen and write check or X. 1. Island adventure was exciting and sometimes scary too. I don't think it was funny. There were some children in it, but there wasn't an alien. No, the first one. Island adventure was it exciting? Bây giờ mình đọc mình tích, bạn tích vào đây. Tích hoặc là x vào thì là nhưng cái là người họ bảo là họ không có hay là không có gì là mình x vào, còn cái tích con tích là vào. The voice carry. Em đọc các phần tích trước nha cô nha. Exciting, scary, children. Okay. Phần X là funny and an island. 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 Track B35. Was exciting and sometimes scary too. I don't think it was funny. There were some children in it, but there wasn't an alien. 2. Mike goes to Mars. Mike goes to Mars. Wasn't exciting or scary, but it was funny. There were children in it. There were children in it, and there was an alien too. No. Scary children and an alien. Mm-hmm. Còn
exciting and funny. Nhá. Yeah. Ở đây bạn lần nữa bài nói là mình sẽ check lại một lần nữa nhá. Track E35, Page 85. Mine goes to Mars. Wasn't exciting or scary? Nào, bạn nói là mine goes to Mars. Mine goes to Mars. Wasn't exciting and scary. It wasn't exciting and scary. Vì vậy mình sẽ cross here. Scary và exciting nhá. And but it was funny, my God. But it was funny. So read that. So the last one. Funny children and mình chưa nghe mà. Track E35. Page 3. No, princess was exciting, but it wasn't scary or funny. There weren't any children in it, and there wasn't an alien. No. Funny children, an alien. Phân tích là, à phân ích là, exciting, scary. Scary. Một mình nghe lại một lần nữa. It was exciting, but it wasn't scary or funny. The cross scary. It's scary. Exciting, but it wasn't scary or funny. Nghĩa là, tức là cross here nhá. Track E35. But it wasn't scary or funny. Nghe chưa? It wasn't scary or funny. There weren't any children in it. And there wasn't an alien. There? Why wasn't any children? What? There? Was any children? Yeah. No alien. Mm-hmm. No. Yeah. The activity too. Wait. That was good. Okay. So here we have an after listening the audio. So we're gonna look at the sentence here and guess the book. The word is exciting. Is bạn đọc cho mình nhá. Vâng. Thực ra là ở đây là đầu tiên là có rồi. Đầu tiên mình có là island adventure rồi. Nghĩa là mình sẽ đặt câu hỏi with exciting is it were. Were there any children in it? Yes, there were. So it was island adventure. Bây giờ tương tự như vậy mình còn hai quyển sách đúng không? Bạn đặt cho mình câu hỏi tương tự trả lời sau đó đưa ra đáp án quyển sách. Bạn hiểu không? Dựa vào những cái dữ liệu mình đã nghe ở trên ý. Rồi, đây, mình có Mike go to the Mars. Bạn hiểu không? Bạn hiểu cách phải làm không? Có. Ừ. Rồi, mình sẽ gợi ý nhá. Number 2 ở đây mình nhiều bước sang nhỉ. Number 2 ở đây mình có tích nhá. Tích và fun nhỉ. Mình sẽ hỏi là was it funny, đúng không? Đúng. Câu hỏi đầu tiên là were it funny? Thì mình trả lời là yes. Trả lời nào là was it funny? Trả lời như nào? Yes, it was. Yeah, yes. Yes, it was. Tiếp tục. Were there any children in it? Đúng không? Vâng. Thì ở đây là có hay không nhỉ? Yes. Yes, there was. Mm-hmm. Yes, there were. It was island adventure. Đúng không?
Thì ở đây mình sẽ trả lời đó là gì? It was mouth go to the mouth. Anh hiểu, con hiểu chưa? Rồi ạ. Ừ, rồi tương tự như vậy, mình lấy một ví dụ này, mình đã gợi ý cái lần thứ hai rồi. Bây giờ mình, bạn dựa vào để bạn đạt cho mình cái đoạn với lại cái quyển sách thứ ba. Là hỏi và trả lời cái quyển sách thứ ba. Hỏi trả lời xong rồi đưa ra đáp án dựa vào những cái dữ kiện. Ví dụ bây giờ mình hỏi nhá, mình ở đây có hai cái tích thôi này, mình sẽ dựa vào hai cái dữ kiện này xong rồi mình nói là mình suy ra là nó quyển sách gì. Wow. Was it exciting? Yes, it was. What is scary? No, it wasn't. Mm-hmm. What is funny? No, it wasn't. Was there children in it? Any children in it? Was any children in it? Was there any children in it? Were any children in it? Mm. Yes, there were. Mm. Was an island in it? Was there an island in it? Yeah. Was there an island in it? Mm. No, there wasn't. Yeah, là island, an island, yeah. And was there an alien in it? So it was. Is what? No, it wasn't. Rồi. Rồi suy ra nó là cuốn sách nào nói rằng. It was New Island. Quincy. Nhưng mình sẽ đọc tên cuốn sách nó ra. Bạn có hiểu cái hoạt động này không nhỉ? Có. Ừ, đúng không? Ở đây họ đưa ra hai câu hỏi. Nghe có thú vị không này? Có nhiều trẻ em trên đấy không? Mình trả lời là có hay không? Mình sẽ dựa vào cái câu trả lời trên là tên là có hay không. Rồi mình sẽ suy ra à, đấy là cuốn sách nào? Nói về cuốn sách nào? Vâng. Rồi, tiếp. Phần này thì giống hơn bài tập từ nhà. Bạn đọc cho mình đoạn văn nhỉ? My first day at school was scary. I was only 5 and there were a lot of big children in the school. The lessons were very difficult. My teacher was kind, but I was very sad. Mm-hmm. Good. And then maybe a match. Was Emma's first day at school scary? Yes, she was. 2. Was she 4? No, she isn't. Were there a lot of big children? Yes, there were. Was her teacher kind? Câu này thì em bó tay nhưng em không biết. Was her teacher kind? Yes, he was. What? Nhưng mà người ta hỏi là her ạ. Cô teacher đây là her là cô ấy nhá. Her là từ ngữ đúng không? Teacher là giáo viên nói chung, ở đây không hề nói về giới tính của giáo viên đúng không? Vâng. Her này là cô ấy nhá, sở hữu là giáo viên của cô ấy. Nếu ok, giáo viên của cô ấy có thể là giáo viên là con trai, là con gái đúng không? Vâng. Nên mình chọn là he was bởi vì match vào đây đúng không? Vâng. Rồi. Next. Câu 5 thì em cũng không biết luôn. Đây nhá. Nghĩa là cái đoạn văn này nó về ngày đầu tiên của bạn Emma.
Mọi người The first day of school was scary. Bạn ấy rất là sợ. Ngày đầu tiên bạn ấy rất là sợ. Bạn ấy chỉ mới 5 tuổi và đã có rất nhiều đứa trẻ từ lớn ấy, ở trong lớp, ở trong trường. Cái bài học thì rất là khó. Giáo viên thì rất là kiểu tốt bụng và bạn ấy rất là buồn. Thì dựa vào đây, bạn ấy rất là buồn. I was very sad. Thì câu trả lời sẽ là Were he sad? Rồi lại yes. He were. Cô ấy có buồn mà đúng không? Nhưng mà câu ấy lối rồi ạ. Nhớ. Đúng rồi, bạn bởi vì bạn biết vì sao bạn nói rồi bạn mà bạn lại thiếu một câu. Bởi vì câu đầu tiên ý, đáp án phải là she. Bạn trả lời là yes, she was là sai. Bởi vì first day, em nói first day là nói về vật, nghĩa là không phải về vật mà là về một ngày. Ngày đầu tiên đi học của bạn ấy ở trường. Thì đây là nói về một việc, nghĩa là làm một cái ngày ấy. Thì đây là chỉ vật chứ không phải là chỉ người, đúng không? Câu này là ngày đầu tiên ở trường của Emma có kiểu sợ hãi không ấy? Thì là có. Thì cô cảm thấy như vậy. Đây là đang hỏi thì ngày đầu tiên thì mình phải trả lời là ít, đúng không? Chính vì thế là câu này, câu 5 sẽ là đáp án là ít. Ok, hiểu chưa nào? Activity 5. Unscramble and write questions about the first day of school. Then write what the answer. Ở đây thì cái từ này đang bị giảm lộ vị trí và nhiệm vụ của bạn đó là bạn sắp xếp lại thành một câu và sau đó trả lời những câu hỏi đó. Đây tất cả đây là những câu hỏi nhá. Đây là question. Sắp xếp lại thành một câu hỏi và đó trả lời câu hỏi đó về first day of school. Cho first day of school là về ngày đầu tiên đi học của bạn. How old were you? I was 11 years old. Was your teacher kind? Yes, she was. Were there any scary things? No, there weren't. Four. Number three. No, there wasn't. What? No thì phải là wasn't. What? Vì đây là ua. No, there wasn't. Ở cuối âm làm gì có s đâu mà sao mình lại đọc là wasn't. Wasn't. Không phải là wasn't. Nghe rõ nhá. Wasn't. Bởi vì mình thêm đây nhá. Cái từ này sẽ là từ thêm not, đúng không? Vâng. Mà mình phải cắt bóp nhá. Rồi từ wasn't. Vâng. Đọc là wasn't. Còn cái từ mày nhá. Cái từ một ít ấy. Đọc là wasn't. Khác nhau lắm. Wasn't. And wasn't. Cái âm word. Cái âm số nhiều này là wasn't. Ừ. Wasn't. Như phải có tờ nhá. Vì vâng. Đây là từng mà. Thế là wasn't. Wasn't. Wow. Wasn't. Một wow. Cái có S, một cái không S. Ok. Nhưng mà cô cho em hỏi là cái từ were này cuối âm của nó không có S thì mình đọc tắt như thế thì mình đâu có đọc lối đâu thì mình phải đọc là weren't chứ đâu phải là were. Bởi vì từ was này là nó có thêm S giống như từ I với cả từ A thì là isn't còn từ A thì là aren't. Aren't hoặc là aren't đều được nhá. Wow. Chứ không phải là nghĩa là các bạn aren't cũng được hoặc là aren't không hề sai. Đấy là hai cách đọc. Wow. Và để phân biệt rõ tại vì theo cách đọc bạn nói thì sẽ là Anh Mỹ. Bởi vì người Anh Mỹ họ hay thường dùng họ đọc nhanh và không mình không phân biệt được cái phần từng đâu. Nhưng anh ấy họ rất rõ ràng là wasn't nhá. À, mình theo cái thần là mình sẽ đọc rất rõ ra, mình không nuốt từ. Nên là sẽ đọc wasn't. Bởi vì trong trường hợp một người họ không nghĩa là khi mình trong cái văn nói như cái từ can't nhá, ví dụ nhá, cái sự khác biệt rất lớn giữa anh và anh Mỹ với từ can't này, kiểu anh Mỹ đọc là can't. À can, là anh Mỹ đọc là can,
Yes, and no, I can. Yes, I can. Người đó không thể phân biệt được là can hay là can't. Nhưng mà anh ấy học là can and can't. Rất rõ ràng phần âm từ ra thì là rõ hơn. Rồi, number 4. Were you happy? Yes, I was. Yes, I would. Đúng không? I cơ mà. You thì là were, I thì là were. Yes, I was. Rồi, then ở đây mình có một bài là write about the first time you did your favorite sport. Okay, thì họ có đưa ra gợi ý thế này. The first time I played tennis, I was 6 years old. It was gì đó. Nhiệm vụ của bạn đó là viết một cái đoạn văn như thế này về cái môn thể thao yêu thích của bạn và lần đầu tiên bạn chơi nó. Vâng. Ừ. Có thời gian để viết không? Không ạ, nhưng mà em đọc ra thì nó có, em đọc luôn cả cái câu mẫu của người ta ấy, thì em nối luôn cái cuối em vào. Ok, rồi. Vâng. The first time I played tennis, I was 6 years old. It was difficult. Wait. Mình không vừa là nó không khó đúng không? Vâng. Mình không phải là difficult. Difficult là một tính từ. Mà khi mình nói là nó không khó. Mình cũng dùng là wasn't difficult. It wasn't easy. Yeah, it wasn't easy. Hoặc là nếu bạn ý bạn nói là không khó hay là nó không dễ hay là nó khó nào? Nó không dễ đúng không? It wasn't easy nghĩa là nó khó đúng không? Mình sẽ nói là có hai cách nhé. It wasn't easy hoặc là it was difficult. Hiểu được? Vâng. It wasn't easy, but I won because I practiced it every day. Mình không hiểu cái câu là but I was là như nào? Ý bạn là gì? Em nói là nó không dễ nhưng mà tôi đã chiến thắng bởi vì tôi but I won. Okay. Because I practiced it every day. Như là người ta sẽ không dùng một câu bao gồm từ but và từ because trong cùng một câu. Vậy được không? Nghĩa là trong tiếng Việt của mình, bởi vì nhưng bởi vì mình có thể dùng trong một câu, nhưng trong tiếng Anh thì đã dùng một từ rồi sẽ không dùng từ còn lại. Như thế này, it wasn't easy, but I won. I practiced it every day. Một tôi chiến thắng bởi vì tôi chơi nó mỗi ngày, nhưng mình không dùng là because I practiced it every day mà mình nói là I won phải tôi chơi nó mỗi ngày. Không làm. But I won. Okay, I practiced every day. Đúng không? Nhưng không dùng từ because và but cùng một câu nhá. Wow. Em đọc câu khác của cô. Nghĩa là sao rồi không? Anh ngắn như vậy đúng không? Okay. Rồi, next part thì sẽ là bài tập về nhà nhá. Vâng. Talk about the first day at school. Thì bạn sẽ dựa vào những câu hỏi này và tương tự với cái bài mẫu ở trên thì viết cho mình một đoạn văn về the first day at school. Vâng. Và cố gắng là viết ra một đoạn văn như mình phải thực hành nói, và hôm sau mình sẽ không nhìn giấy và mình sẽ tự nói lại và tự nghĩ lại những gì mình đã viết nói nhá, bởi vì mình đang thực hành nói mà. Wow. Ok, và làm bài tập trong phần bài tập về nhà mình nhá. Đã có hai bài tập về nhà, bài này và bài tập về nhà trong phần bài tập về nhà của lớp 20. Ok. Wow.
Cô ơi, cho em hỏi là thế nếu mà cái câu đấy em nói là it was didn't easy, it was didn't easy, so I practice it every day. The finish I won. Thế được không ạ? Yeah. Cái từ wasn't và từ didn't không đi kèm với nhau. Vâng. Đúng thì không? Em ghi là it wasn't easy, so I practice it every day. The finish I won. Thì câu đấy được không ạ? Cái câu cuối là gì ạ? Ví dụ ai won ạ? The finish I won. À, ok. Rồi. Cái câu mà it wasn't easy, so I practice it every day. Ok nha, câu là được. Vâng. Và mình cuối là không phải là finish I won mà là finally, after bạn nói như vậy. The finish là một động từ và nó không dùng, nó không đứng ở đầu câu. Hoặc là kể cả là danh từ lúc này là finish I won được. Hoặc là mọi người ta sẽ thường nói là at the end, nghĩa là cuối cùng tôi đã chiến thắng, là từ at the end I won. Hoặc là bạn có thể nói là after 5 months I won, là sau 5 tháng thì tôi đã chiến thắng. Thì nó sẽ rõ ràng hơn là at, bởi không ai cần là từ finish đứng vào đầu câu cả. Có hai cách là at the end nhá, kết thúc. Đấy, kết thúc cái kỳ nghỉ hè thì đấy, at the end thì nó vẫn hơi chung chung. Nhưng mà bạn chọn cái mốc cụ thể là sau 5 tháng này, kết thúc kỳ nghỉ hè này, hoặc là after the course này, sau cái khóa học chẳng hạn, thì tôi đã chiến thắng. Thì nó sẽ hay hơn và nó cụ thể hơn. Ok. Rồi, còn hỏi gì nữa không nhỉ? Không ạ. Rồi, cứ về nhà làm bài tập về nhà cho mình nhá. Vâng. Goodbye, okay. Teachers. Goodbye. Bye bye, teacher. Bye bye.